Sau đây là kết quả xổ số Vietlott, Bauer 6 trên 55, kỳ vé 845, quay thưởng vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023. Giải Jackpot 1, Bauer 6 trên 55, kỳ vé 845, các vé tận cùng mang số 01, 02, 14, 21, 38, 51. Xin nhắc lại, giải Jackpot 1, kỳ vé 845, các vé tận cùng mang số 01, 02, 14, 21, 38, 51. Số đặc biệt Power 6 trên 55, kỳ vé 845 là 50. Xin nhắc lại, số đặc biệt hôm nay là 50. Xin thông báo, giải Jackpot 1 và Jackpot 2, Power 6 trên 55, kỳ vé 845, quay thưởng vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023, vẫn chưa có chủ nhân. Kênh xổ số 3 miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!